chúng tôi xin tập trung chút xíu để nói về vấn đề sổ số. Cảm ơn các chị, các em đã bán những ý số. Đến đây chúng tôi xin mời một vị trong ban chấp hành lên để sổ dãy 3. Xin mời một vị trong ban chấp hành để sổ dãy 3. Chúng tôi có 3 giải, giải nhất 100 euro tiền mặt, giải nhì 50 euro tiền mặt và giải 3 30 euro tiền mặt. Xin mời một vị của ban chấp hành lên để bắt đầu sổ số giải 3. Xin mời xin nhanh lên. Xin chúng ta nhanh lên để tránh mất thời giờ của ban văn nghệ. Xin cảm ơn. Quý vị nào trong ban chấp hành lên nhanh giường. Bây giờ mời em bé đi, em bé sổ dãy 3. Dãy 3 mời em bé lên bắt giùm bác đi con. Bắt giùm bác một dãy đi. Hello. Chúng tôi sẽ xé những cái cùi vô đây hết. Chúng tôi nhờ em bé bắt, em bé này không có chưa đi học, không sợ ăn gian. Một tờ thôi con, một tờ thôi. Rồi. Một tờ con đọc được không? Con biết đọc chưa? Con gì lê chứ? Con gì lê chứ? Dạ, dây lê chứ dạ. Không được phiên truyền tịch. Giải 3, 30 đồng. Xin mời ai có vé 124. We have không được phiên truyền tịch. Trúng 30 đồng. Ơi, ông đại điện chủ. Ông đại điện chủ trúng hên quá. Cảm ơn các ông thần linh nào hỗ cho tôi được 30 đồng, tôi xin cúng lại và xin ủng hộ cho các cộng đồng. Hy vọng những người có số mấy sẽ tiếp tục. Cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị. Còn chúng tôi ngưng chương trình chút xíu để văn nghệ và chúng tôi sẽ sổ tiếp giải 2 và giải 3. Hả? Sổ hết luôn hả? Rồi, sổ luôn một lượt nha. Chờ chút xíu nha. Sổ luôn một lượt luôn. Rồi, chờ một em bé nữa. Nè, tụi chú cầm đi. Còn vậy? Hồi nãy con có bắt chưa? Nhắm mắt lại nha, nhắm mắt lại. Ô điếc, ô điếc. Ai là số mấy? Nó Elia là gì? 119 không được nay khinh tin. Trúng 50 đồng. 119 không được nay khinh tin. Lắc rớt. Rồi chưa ai lên lạnh lẹ lẹ lên. 119 ai lạnh lên lạnh lẹ lên rồi. Rồi lên người đẹp. Người đẹp lên. Để coi kiểm coi đúng không nha. Tôi quên được cái số tôi xem đây. Đúng rồi, 119. Ai em tên gì? Em tên Hoàng. Giải gì chưa được em Hoàng trúng giải gì? Chị nói cái gì? Rồi, xin chào các cô dạy. Rồi. Rồi, bây giờ sổ tiếp giải 3. Kiếm bắt em chú đi, bắt em chú. Thôi đừng lựa, nít lựa đó. Một tờ thôi con, một tờ đấy. Một tờ thôi, số mấy? Ừ,
cỡ 256 Tree of the Seven Fighters. 256 trúng 100 đồng tiền mặt. 256 Tree of the Seven Fighters. Đúng rồi, 256. Cô tin đi. Dạ. Có luôn đi. Dạ, đừng nói. Cô đã trúng được giải nhất quý vị là kiểm đúng 256. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, chương trình văn nghệ tiếp tục. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cộng đồng. Xin chúc mừng những người đầu xuân mà lộc đã vào nhà. Ai ai trúng số đâu xin cho tôi biết coi. Trời, tôi thấy nhiều người nở nụ cười rạng rỡ và hô tôi. Mà không biết chắc có khi cũng hơi đau bụng chút bỏ vé ra nhưng mà không sao. Đầu xuân lộc ra thì tình vô biết đâu phải không? Dạ, ok. Xin trở lại chương trình vui xuân năm nay với ban nhạc Mây Hồng và xin giới thiệu một giọng ca nam Kubi Trường. Xin quý vị cho Kubi Trường một tràng pháo tay. Xin một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho ban nhạc Mây Hồng.